Vậy tóm lại là học có bốn cái nấc học: một là học để biết, hai là học để làm, ba là học để chung sống, và bốn là học để trở thành phiên bản tốt hơn. Phiên bản tốt hơn, mặc dù mình tốt rồi nhưng mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Thì thưa với bạn rằng là nó mới quay trở lại cái câu chuyện là nếu như chúng ta ích kỷ, nếu như chúng ta hẹp hòi, nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác mà đi rêu rao, nếu như thái độ của chúng ta lạnh lùng và thờ ơ và không thấu hiểu người khác, thì không bao giờ chúng ta có những bạn bè. Vì vậy bạn trở thành cô độc. Mà nguyên tắc sống trong cuộc đời này, cô độc thì không làm được việc lớn. Mood Joker có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho con hỏi làm thế nào để bạn bè thích chơi với mình vậy ạ? Trước đây con là người hay tiêu cực, có phải lý do đó không ạ? Vâng, thực ra ở đời á, ở đời thì chả ai thích chơi với một thằng mà trước mặt mình thì nó bình thường, thậm chí nó vui vẻ, thậm chí nó tử tế, nhưng sau lưng mình nó cứ phán xét, nó toàn nói xấu mình. Thì đấy là cái việc đầu tiên là nó gọi là tránh ngôn đấy. Không ai chơi muốn chơi với một cái thằng mà nó mình có bao nhiêu điểm tốt nó không nhìn thấy. Suốt ngày nó ăn xong nó chỉ có soi mói cái điểm xấu của mình này, để nó nói, và thậm chí nó còn nói sau lưng, nó lại mang cái điểm yếu đấy của mình đi, nó kể nể lung tung cả. Thế thì hỏi là ai muốn chơi thằng đấy không, thì câu trả lời là không. Cái đầu tiên là cái thói quen xấu ấy, nó nói xấu thằng khác, tiêu cực ấy. Thứ hai là không ai muốn chơi với một thằng mà nó ích kỷ, tức là nó chỉ tập trung vào cái việc mà nó được thôi, còn nó chả quan tâm đến những người xung quanh được cái gì. Cái gì nó cũng muốn giành giật về bản thân nó. Đến từ một cái cuộc nói chuyện tranh luận về mặt chân lý, nó không chịu thua ai bao giờ, không? Rồi làm ăn tranh luận về tiền bạc, nó không chịu thua ai bao giờ. Tóm lại thằng này là không bao giờ thua ai bao giờ. Mà nó phải để cái gì mà nó muốn giành giật được, nó phải giành giật cho bằng được thì thôi, thì không ai muốn chơi cái thằng này. Đó là ích kỷ, không bao giờ chịu thiệt với ai cái gì, chứ đừng nói là cho đi. Thế cái tính này là tính ích kỷ. Thứ ba, không ai muốn chơi với một thằng mà mặt mũi nó lúc nào cũng như đâm lê, lúc nào nó cũng trầm tư, mà nó chả biết thái độ của nó ghét mình hay là nó quý mình, mặt nó cứ lạnh như tiền. Vậy thì cái việc đầu tiên là cảm xúc của con người nó đến trước, đến trước lý trí. Mà có cụ bảo là sởi lời rời cho đấy. Có những người họ không thông minh, họ chả khôn ngoan gì đâu. Có khi là thánh nhân lại đãi cả cù khờ, tức là rất đơn giản là đấy, như Bơm chẳng hạn, có cái quạt mò phu ông xin đổi ba bò chín châu, mà thằng Bơm nó chỉ đơn giản nó hiểu là cái quạt mò của nó làm sao mà được ba bò chín châu, không gật đầu, không dám gật đầu luôn. Vì như vậy nó khôn quá, nó không dám gật đầu. Nhưng mà đến khi mà đổi nắm xôi thì Bơm lại cười, nó rất là hồn nhiên, nó hiểu là cái quạt mò chỉ tương ứng với cái nắm xôi, chứ không thể nào là có ba bò chín châu được. Vậy thì tương tự như vậy, trong cuộc đời mình cũng vậy. Có những người nó rất là ích kỷ, nó núp thì trước mặt thì bình thường, đằng sau nói xấu người khác, rồi là đứng ở trước mặt ai đó thì mà tranh luận thì dứt khoát phải là thắng, thắng thua, ích kỷ. Rồi là tiền bạc cũng vậy, không bao giờ chịu thiệt thòi. Vậy thì những cái người như thế không ai chơi với bạn cả, không ai chơi cả, người ta không chơi mình. Cho nên là các cụ với bảo là biết nhiều không bằng biết điều, biết điều mới là quan trọng. Nên đôi khi mình dám thiệt thòi một chút. Vì vậy là học đầu tiên là học cấp bậc thấp nhất ấy. Học để biết, để biết thôi. Thì cái loại đấy là học xong đi chém gió ấy mà. Học thứ hai á là học để làm, tức là học đến đâu làm được đến đó. Nhưng điều quan trọng thứ ba là học để chung sống, học để chung sống, tức là bắt đầu với sống chung được mọi người. Nhưng cái nấc cao nhất, nấc thứ tư
học để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tức là mình của ngày hôm qua đã tốt rồi, nhưng mà dám phế đi và vẫn học tiếp để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đấy, như vậy là liên tục phế mình. Cho nên tại sao những cái thằng giỏi nó hay thay đổi, những thằng làm chủ doanh nghiệp nó hay thay đổi, mà cái bọn ở dưới nó suốt ngày nó chửi, nó bảo là cái thằng này nó hay thay đổi. Nhưng mà thực ra nó phải thay đổi liên tục để nó trở thành một phiên bản tốt hơn. Vậy tóm lại là học có bốn cái nấc học: một là học để biết, hai là học để làm, ba là học để chung sống, và bốn là học để trở thành phiên bản tốt hơn. Phiên bản tốt hơn, mặc dù mình tốt rồi nhưng mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Thì thưa với bạn rằng là nó mới quay trở lại cái câu chuyện là nếu như chúng ta ích kỷ, nếu như chúng ta hẹp hòi, nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác mà đi rêu rao, nếu như thái độ của chúng ta lạnh lùng và thờ ơ và không thấu hiểu người khác, thì không bao giờ chúng ta có những bạn bè. Vì vậy bạn trở thành cô độc. Mà nguyên tắc sống trong cuộc đời này, cô độc thì không làm được việc lớn. Không làm được việc lớn. Nó phải hào sảng, nó phải vui vẻ. Đấy nhá. Rồi, chúc là Mood Joker sẽ thay đổi được những cái thói quen đó. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.